Dạ, xin kính chào bà con nông dân và các bạn Chào mừng bà con nông dân và các bạn đã quay trở lại với kênh Giá lúa gạo mới nhất Đây là nơi bà con nông dân và các bạn có thể tham khảo được giá cả lúa gạo mới nhất trên thị trường trong và ngoài nước Lời đầu tiên, xin chúc cho bà con nông dân và các bạn được nhiều sức khỏe, vụ mùa bội thu, chúng mùa được giá Nếu đây là lần đầu tiên đến với kênh, xin hãy nhấn vào nút đăng ký màu đỏ bên cạnh Nhấn vào cái chuông để không bỏ lỡ những video mới nhất mà chúng tôi đưa lên Xin cảm ơn bà con Thưa bà con, vụ lúa thu đông năm 2021, nông dân thành phố Cần Thơ xuống giống gần 70.000 hecta nhờ nới lỏng giãn cách xã hội và ngành chức năng hỗ trợ nông dân thu hoạch lúa thuận lợi. Tuy giá lúa thu đông năm nay thấp hơn so với các vụ trước nhưng người nông dân vẫn có lời nhờ năng suất cao. Đến nay tại nhiều quận huyện trên địa bàn thành phố Cần Thơ, lúa thu đông đã bắt đầu cho thu hoạch. Theo đánh giá của ngành nông nghiệp, đây là vụ sản xuất thuận lợi về thời tiết, dịch bệnh, sâu hải ít xuất hiện, Tuy nhiên, hiện giá lúa tươi bán tại ruộng ở mức thấp hơn so với hai vụ lúa đông xuân và hè thu vừa qua từ 600 đến 1.000 đồng 1 kg. Cụ thể, lúa ER50404 có giá từ 4.400 đến 4.600 đồng 1 kg. OM5451 có giá từ 4.900 đến 5.300 đồng 1 kg. OM380 có giá từ 4.200 đến 4.500 đồng 1 kg. Đại thơm 8 có giá từ 5.400 đến 5.600 đồng 1 kg. Trừ chi phí sản xuất, vụ này nông dân thu lợi nhuận không cao, nhưng bà con vẫn phấn khởi vì đây là vụ lúa trúng mùa. Ông Lê Văn Tân ở phường Trường Lạc, quận Ô Môn, canh tác trên 1 hecta thu đông cho biết. Vụ này tôi canh tác lúa giống ngô em 380 cho năng suất cao, ít sâu bệnh. Mấy hôm trước thương lái đến ngã giá, nhưng chỉ mua bằng mức giá lúa cho phẩm chất gạo trung bình là 4.600 đồng 1 kg, với tầm giá bán thấp như vậy Tính ra chỉ cao hơn mức giá thành sản xuất một ít Nông dân gần như không có lãi Nguyên nhân do vụ lúa thu đông Phải mua vật tư phân bón Thuốc trừ sâu với giá tăng vọt Chi phí sản xuất quá cao Còn ông Phạm Thiện Khanh Xã Định Môn huyện Thế Lai Tính toán Gia đình tôi canh tác hơn 1,3 hecta lúa thu đông Vụ này thời tiết thuận lợi Lúa đạt năng suất từ 700 đến 750 kg trên một công Giá thương lái đến đặt cọc thu mua là 5.100 đồng 1 kg. Nếu tính trừ chi phí do vật tư tăng thì tôi vẫn lời mỗi công 1,5 triệu đồng. Vụ lúa thu đông năm 2021, nông dân thành phố Cần Thơ canh tác gần 70.000 hecta đạt 120% kế hoạch và cao hơn 1.300 hecta so với vụ thu đông năm 2020. Đến thời điểm này, nông dân đã thu hoạch được khoảng 17.000 hecta lúa thu đông với năng suất bình quân là 5,5 đến 5,6 tấn trên 1 hecta. Nếu so với vụ hè thu thì vụ thu đông này cho năng suất cao hơn từ 0,2 đến 0,4 tấn trên 1 hecta. Tại các địa phương có trồng lúa thu đông ở thành phố Cần Thơ đều đã được nối lỏng các biện pháp giãn cách xã hội theo chỉ thị 15 của Thủ tướng Chính phủ. Nên việc thu hoạch lúa rất thuận lợi. Hiện tại giá công thu hoạch lúa trung bình từ 2,1 đến 2,2 triệu đồng trên 1 hecta, không tăng so với cùng kỳ. Tuy nhiên chi phí nhân công vác kéo cân gia tăng do phải đảm bảo việc test virus SARS-CoV-2 3 ngày một lần cho đội ngủ nhân công thu hoạch lúa. Thưa bà con, giá lúa gạo hôm nay tại các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long với xu hướng chững lại với các giống lúa, trong khi đó giá gạo tăng mạnh. Hiện một số tỉnh đang thu hoạch lúa thu đông, một số tỉnh chủ yếu giao dịch lúa khô vụ hè thu. Tại An Giang, giá lúa hôm nay tiếp tục đi ngang, cụ thể nếp vỏ khô 6.800 đến 7.000 đồng 1 kg, nếp long an khô 6.400 đồng 1 kg, lúa IR 504 tươi 4.500 đến 4.700 đồng 1 kg, OM 9582 tươi 4.800 đến 4.900 đồng 1 kg, đại thâm 8 tươi có giá từ 5.600 đến 5.800 đồng 1 kg, OM 5451 tươi có giá từ 5.100 đến 5.200 đồng 1 kg, OM 6976 tươi có giá từ 5.000 đến 5.200 đồng 1 kg, OM 18 tươi có giá từ 5.500 đến 5.600 đồng 1 kg, Nàng hoa chín giá từ 6.000 đến 6.100 đồng 1 kg. Lúa nhật khô 7.500 đến 7.600 đồng 1 kg. Lúa IR 50404 ổn định ở mức 5.500 đồng 1 kg. Lúa nàng nhan khô 11.500 đến 12.000 đồng 1 kg. Tại Long An, hiện đã thu hoạch dứt điểm vụ lúa hè thu. Các nhân dân cho biết do lúa thu đông trên địa bàn này đến tháng 11 mới thu hoạch nên giao dịch hiện chủ yếu tập trung vào thu mua lúa khô. Giá lúa khô hiện ở mức cao lúa đại thơm 8 OM 18 giá 7.300 đồng một ký, nếp Long An 6.700 đồng một ký. IR 50404 ở mức 6.600 đồng một kg. Với giá gạo hôm nay xu hướng tăng từ 100 đến 300 đồng. Cụ thể gạo nguyên liệu IR 504 tăng 150 đồng lên 8.100 đồng một kg. Gạo thành phẩm IR 504 tăng 300 đồng lên 9.200 đến 9.300 đồng một kg. Tấm loại 1 er tăng 100 đồng lên 7.500 đến 7.600 đồng 1 kg. Riêng cám vàng ổn định ở mức 6.700 đồng 1 kg. Tương tự giá gạo tại các chợ bán lẻ của An Giang tăng từ 300 đến 1.000 đồng 1 kg. Theo đó gạo thơm giặc minh tăng 1.000 đồng lên 15.000 đến 16.000 đồng 1 kg. Nàng hoa tăng 300 đồng lên 16.500 đồng 1 kg. Các loại khác giữ ổn định gồm gạo thường 10.500 đến 11.500 đồng 1 kg. Gạo nặng nhen 20.000 đồng 1 kg, gạo thơm thái hạt dài 17 đến 18.000 đồng 1 kg. Gạo hương lai 18.000 đồng 1 kg, gạo trắng thông dụng 15.000 đồng 1 kg. Gạo chóc thường từ 13.500 đến 14.000 đồng 1 kg, sóc thái 18.000 đồng 1 kg. Thơm Đài Loan từ 19 đến 20.000 đồng 1 kg, gạo Nhật 19.000 đồng 1 kg, cám 8.000 đồng 1 kg nếp ruột 13 đến 14 000 đồng 1 kg. Các thương lái cho biết hôm nay lúa gạo nguyên liệu về ít, các kho hỏi mua nhiều, thị trường lúa gạo nhìn chung đã giao dịch sôi động hơn hẳn. Hy vọng là những ngày tiếp theo giá lúa gạo vẫn ổn định và tăng đều cho bà con được nhờ. Thưa bà con, bản tin về giá cả lúa gạo hàng ngày của chúng tôi hôm nay đến đây tạm dừng. Bà con xem tin thấy hay thì xin hãy chia sẻ thông tin này đến cho nhiều người cùng xem. Xin cảm ơn bà con. Sau đây kênh sẽ đưa thông tin về giá cả một số loại thuốc trị sâu cũng như phân bón thuốc bảo vệ thực vật cho bà con tham khảo. Bà con nhớ tuân thủ tốt mọi chỉ thị của chính quyền địa phương để cùng chính quyền địa phương chung tay đẩy lùi dịch bệnh Covid-19 sớm đưa cuộc sống bà con trở lại bình thường. Xin chào và hẹn gặp lại vào bản tin lần sau.